xém bỏng tay vì dùng nước thông tắc cực mạnh. Chuyện là mình có mua một chai nước thông tắc cực mạnh và một chai gel thông tắc sinh học Akumi, nên sẵn mình làm một thí nghiệm nhỏ để test độ hiệu quả luôn. Đầu tiên thì mình sẽ dùng hai cốc nhựa, sau đó thì cho một ít thức ăn thừa vào, tiếp đến là mình sẽ thử với nước thông tắc cực mạnh trước. Nhìn khói bốc lên kinh thật sự. Cái này mà để văng vào người thì rất dễ bị bỏng. Và mình cũng đã xém bị bỏng luôn á. Giờ thì đến gel thông tắc sinh học. Em này thì mình thấy không có gây mùi khó chịu, và đặc biệt là cực kỳ an toàn cho người sử dụng. Ở đây thì mình cũng có chuẩn bị sẵn mấy cái ống nhựa trong suốt để mô phỏng lại đường ống bị nghẹt. Và sau khi test thì mình thấy cả hai loại đều có hiệu quả, nhưng nước thông tắc cực mạnh thì nó sẽ có hiệu quả nhanh hơn. Tuy nhiên thì cái mùi của nó khá là khó chịu, và phản ứng của nó rất dễ làm tổn hại đến đường ống. Còn gel thông tắc sinh học thì nó sẽ phân hủy chậm hơn và cần phải mất 4 đến 5 tiếng. Đặc biệt là nó rất an toàn cho người sử dụng và không gây tổn hại đến đường ống. Ai bảo chiếc gương này chống vỡ? Nó đã vỡ vụn luôn rồi nha. Chuyện là thấy nhiều bạn review cái gương chống vỡ này, mình cũng đặt về để kiểm tra thử, thì thật sự là nó đã vỡ rồi nha. Nhưng mà mấy bạn phải dậm mạnh lên như thế này thì nó mới vỡ, chứ còn xô ngã như thế này thì không ăn thua đâu. Mình đã có thử xô mạnh rất là nhiều lần nhưng không thể vỡ được mấy bạn à. Và cho dù là mình có tác động mạnh như thế này, kích thước của gương là cao 1m5 ngang 40, phần khung thì được làm bằng hợp kim nhôm, còn mặt gương thì rất là trong, gương thì khá là nhẹ nên sẽ rất dễ dàng di chuyển. Mình nghĩ là phù hợp để dùng trong gia đình hoặc là các shop quần áo chẳng hạn. Đặc biệt là giá em này cực kỳ rẻ luôn, rất thích hợp dùng cho các bạn sinh viên ở trọ. Lần đầu xa nhà của em trai mình sắp vào đại học rồi mấy bạn à, và nó phải xa gia đình để lên thành phố nhập học, nên nay mình tranh thủ dắt nó đi sắm một số đồ cần thiết và không quên tặng cho nó một cái bếp điện để ở trọ đôi khi có muốn nấu nướng gì thì dùng bếp điện cho nó tiện và cũng an toàn hơn. Thiết kế thì rất là gọn nhẹ, công suất lên đến 2100W, tương ứng với 99 mức nhiệt, được hiển thị trên màn hình OLED cực kỳ hiện đại. Ngoài ra thì còn có chế độ hẹn giờ tắt, và mình cũng có thể lựa chọn các chế độ nấu ăn phù hợp. Thao tác thì hoàn toàn bằng cảm ứng, rất dễ dàng sử dụng. Bề mặt bếp khá to nên là với những chiếc nồi có kích thước lớn thì em này vẫn căn được nha. Nhưng lưu ý là đế nồi phải phẳng, chứ đế cong như mấy cái này là bếp không nhận được đâu. Đặc biệt là bếp còn được trang bị công nghệ duy trì nhiệt độ thấp, giúp cho việc hâm các món ăn trở nên cực kỳ đơn giản. Và khi nhắc nồi ra thì bếp sẽ tự ngưng hoạt động, còn khi đặt vào thì bếp sẽ hoạt động lại bình thường, vô cùng an toàn. Mình nghĩ em bếp này sẽ rất phù hợp cho các bạn sinh viên ở trọ hoặc các hộ gia đình nhỏ chẳng hạn. Bị trộm đột nhập vào nhà và cái chết không thể ngờ tới. Chuyện là đang đậu xe ở trước nhà, do mình quên khóa cửa nên kẻ xấu đã nhìn thấy và nhắm trúng chiếc xe của mình. Nhưng may là nhà có camera cảnh báo và mình đã phát hiện kịp, chứ không thì mắc to con xe chiến của mình rồi. Đây là camera ngoài trời iMau Vision 2, camera có tích hợp công nghệ AI iMau Sense hỗ trợ cảnh báo bằng đèn và còi hú, giúp cho việc phòng tránh trộm hiệu quả hơn. Camera có thể chuyển động và quay quét 360 độ, nên là mình có thể xem được rất là nhiều góc độ mà không cần phải tháo lắp hay di dời gì cả. Đặc biệt là tính năng hồng ngoại, nên là khi ban đêm thì camera vẫn có thể hoạt động tốt. Ngoài ra thì còn hỗ trợ cả đèn spotlight, giúp camera có thể ghi hình ban đêm với đầy đủ màu sắc. Độ phân giải là 5 megapixel, cung cấp chất lượng hình ảnh 3K siêu nét, chân thực và có thể phát hiện chính xác được con người, phương tiện hay là có thể theo dõi thông minh. Điểm mình thích nhất là em này có thể tùy chỉnh được khu vực cảnh báo. Mình cũng có thể ghi âm giọng nói để thay thế cho âm thanh báo động, và đàm thổi 2 chiều với khả năng chống nước IP66, nên vẫn có thể hoạt động tốt ở trong môi trường khắc nghiệt. Những chiếc camera thông minh như thế này bây giờ nó rất là rẻ luôn, nên mình nghĩ để an toàn thì nhà bạn nào cũng nên có. Mua ghế công thái học cho mẹ và cái kết ấm lòng. Thấy mẹ ngồi chiếc ghế này may đồ đau lưng quá, nên mình có dụ mẹ, khuyên mẹ là ngồi thử ghế công thái học xem, nó rất là tốt cho cột sống và mẹ sẽ là người trả tiền, còn mình là người gia công đặt về và lắp ráp giúp mẹ. Đây là một chiếc ghế được rất nhiều bạn hỏi trên kênh của mình. Nó đến từ nhà Ebiquan, một thương hiệu Việt mà giá cả lại rất là hợp lý, và sau khi ráp hoàn thiện thì nó sẽ được như thế này. Nhìn tổng thể thì thiết kế của em ghế này rất là đẹp, hiện đại và trông rất là cứng cáp, và những thành phần cấu tạo nên em ghế này cũng cực kỳ cao cấp. Phần mâm ghế và đệm lưới thì đến từ Đức, bít tông nâng hạ thì đến từ Hàn, được gia công và lắp ráp bởi một thương hiệu Việt. Phần chân ghế thì được làm bằng kim loại và sơn tĩnh điện. Còn các tính năng như nâng hạ, điều chỉnh độ cao thấp, điều chỉnh kê tay, tựa đầu, mâm ghế hay là phần ngã lưng thì đều có đầy đủ hết. Đặc biệt là phần tựa lưng này còn được thiết kế độc lập, có thể điều chỉnh độ cao thấp rất là linh hoạt. Thật sự là đầu tư hẳn một con ghế chất lượng như thế này thì mấy bạn có thể yên tâm mà sử dụng. Chỉ tiếc là mẹ mình lại bảo ngồi không có quen, thế là nó lại thành sở hữu của mình luôn. Đầu tư con màn hình cong 32 inch để chơi game cho nó đã. Ai ngờ đặt vào một cái, nó chiếm hết diện tích cái bàn luôn. Cho nên là mình phải đầu tư thêm một chiếc màn hình có trọng tải lớn để treo nó lên cho gọn. Đây là em giá treo màn hình Human Motion T9 Pro 2 với thiết kế cực kỳ ngầu và hầm hố. Cảm giác nó như một cái cánh tay robot vậy. Và cách phối màu của em này cũng cực kỳ đẹp, với hai màu đen xám, trông rất là hiện đại luôn. Chất liệu thì được làm bằng hợp kim nhôm và thép, nên về độ cứng cáp và chắc chắn thì em T9 Pro 2 này khỏi phải bàn rồi. Trọng tải lên đến 18kg. Đối với con màn 32 inch của mình thì chuyện nhỏ, vì em này có thể căng được cả con màn lên đến 49 inch cơ. Đây là phiên bản nâng cấp của T9 với thiết kế tương lai, giúp nâng hạ điều chỉnh cực kỳ linh hoạt và dễ dàng hơn. Giờ thì chiếc màn hình của mình nó sẽ bay lơ lửng như thế này, trông rất là gọn và đẹp luôn.
Đây là cục wifi bình thường, phải cắm dây và đặt cố định. Còn đây là cục wifi di động, bạn có thể mang đi đến bất kỳ đâu. Thiết kế thì nhỏ gọn thôi, nhưng tốc độ mà nó phát ra là cực kỳ mạnh mẽ. Có thể cho 7 đến 10 người dùng cùng một lúc. Mình chỉ cần lắp sim vào, rồi đăng ký 4G là dùng thôi. Cực kỳ đơn giản luôn. Ở đây thì cũng có một chiếc màn hình nhỏ, để mình có thể kiểm soát được lượng data đã dùng, số thiết bị đang kết nối, và một số tùy chọn khác nữa. Ngoài ra thì mấy bạn có thể điều khiển em này thông qua app nữa nha. Và thời gian sử dụng liên tục thì có thể lên đến 8 tiếng. Mình cũng có test thử, thì tốc độ em này khá tốt, chơi game không hề bị giật lắc gì cả. Những buổi đi chơi hay làm việc ngoài trời mà wifi không tới được thì dùng em này mình thấy rất là tiện luôn. Ủa, sao nay mẹ đi cà nhắc rồi? Chuyện là hồi tối qua đang ngủ thì mẹ mình có thức để đi vệ sinh, mà do ban đêm trời tối quá nên không thấy rõ được, rồi bắt cẳng trượt ngã. Thế là sáng ra đi cà nhắc luôn. Là một người con hiểu chuyện nên mình đã đặt mấy cái đèn cảm biến chuyển động này về, để tối mẹ có muốn đi vệ sinh hay là mở tủ lấy đồ gì đó vẫn có thể thấy đường mà không cần phải bật đèn làm ảnh hưởng đến người khác. Với thiết kế cũng như tính năng cực kỳ thông minh, đèn sẽ tự sáng khi phát hiện chuyển động của người trong phạm vi 3m và sẽ tự động tắt sau 15 giây. Đèn sẽ có 3 chế độ là tắt, mở và tự động. Thì mình khuyên là các bạn nên để chế độ tự động, nó sẽ sáng ở trong khu vực thiếu sáng, và khi có ánh sáng thì đèn nhất định sẽ không sáng, nên là cực kỳ tiết kiệm pin. Sạc một lần dùng được tận 2-3 tháng. Phía sau sẽ có một miếng dán 500, dán xong thì chỉ cần đặt đèn vào là nó sẽ tự hít. Nếu có muốn tháo ra để đi sạc thì cũng rất là tiện. Mình nghĩ nhà bạn nào có người cao tuổi hay là cần lắp đèn ở những nơi không thể đi dây điện được thì có thể thử em đèn cảm biến này. Vừa mua con iPhone cũ 11 Pro Max xong thì thấy ông này khuyến mãi 500 cành, tức quá nên mình múc thêm một con về nữa luôn. Em này mình mua là XS Max 64GB, giá đâu đó khoảng 7 củ vai, còn được tặng kèm một đống phụ kiện nữa. Đã rẻ mà còn tặng nhiều quà quá, không biết có ra hồn gì không đây. Nhìn bề ngoài thì thấy cũng mới, không có bị chày xước. Vào cửa hàng kiểm tra thì may quá không phải là CH Lay. Tháo cường lực ra xem thử thì cảm ứng cũng còn rất là mượt mà. Vào cài đặt thì thấy mã máy là LLA, đến từ thị trường Mỹ, pin còn được 83%, chắc dùng được khoảng 4 tiếng. Để yên tâm hơn thì mình có copy số series và lên trang chủ chắc thì ngon lành, có nguồn gốc xuất xứ đàng hoàng. Thử kiểm tra trên 3 Bluetooth thì máy báo xanh hết. Ok, vậy là yên tâm. Camera trước và sau thì vẫn còn hoạt động tốt, Face ID các thứ đều ổn luôn. Máy quốc tế nhận sim cực kỳ nhanh chóng. Làm thử một quán game thì thấy hoạt động trơn tru, không có bị đứng hay giật lắc gì cả. Mấy bạn còn muốn mình thử điện thoại cũ gì ở trên mạng thì cứ nói nha. Sinh viên mà đang muốn tìm một con màn hình có thể vừa học tập, vừa chơi game hay là xem phim giải trí, mà quan trọng là giá cả phải hợp lý, thì có thể tham khảo thử em Era 22F75 này. Với tầm 1.5 khoai gửi, mấy bạn sẽ đổi lại được một con màn hình với kích thước 22 inch, sử dụng tấm nền IPS, độ phân giải Full HD, tần số quét 75Hz, độ phủ màu sRGB lên đến 95%, đặc biệt là còn sử dụng công nghệ bảo vệ mắt AeroTech. Ở đây thì sẽ có một cổng HDMI và một cổng VGA. Thiết kế của em này thì vẫn là mang hơi hướng gaming. Điểm mình khá thích là vẫn có chỗ để gắn em màn hình nha. So với phiên bản 24 inch thì phần chăn đế của em này đã được hoàn thiện tốt hơn. Còn thời gian phản hồi của em này là 5ms, cũng tạm chấp nhận ở trong tầm giá. Độ sáng tối đa sẽ là 280 nits, nên nếu dùng ở điều kiện ánh sáng trong phòng thì mình nghĩ sẽ ok hơn. Đa số màn 22 inch trên thị trường thì đều dùng tấm nền VA, nhưng em này thì lại dùng tấm nền IPS nên sẽ mang lại trải nghiệm tốt hơn. Bạn nào đang cần tìm một con màn hình nhỏ, gọn, đa dụng mà hợp ví thì có thể lựa chọn em này nha. Sau hành trình 1 năm sưu tầm mấy con tai nghe giá rẻ của mình thì chắc cũng được cả 100 chiếc rồi á, mà mình không thể nào dùng hết được nên mình chỉ lựa ra 2-3 chiếc là dùng thường xuyên thôi. Tai nghe nhét tai thì mình hay dùng em Havit này, còn headphone thì mình hay dùng em này. Do là kinh tế eo hẹp nên mình chỉ chơi hàng rep thôi, nhưng phải công nhận là các pháp sư Trung Hoa họ đỉnh thật sự luôn. Về độ hoàn thiện của em này thì được làm cực kỳ tốt, đệm lót tai dày, đeo khá là êm, không có bị đau hay là cắn tai gì cả. Chất liệu thì chủ yếu chỉ là nhựa ABS thôi. Cái màu sơn của nó cũng khá là bóng và đẹp nha. Tuy nhiên thì mình thấy các khớp nói còn chưa được hoàn thiện cho lắm. Còn chất âm của em này thì cực kỳ to rõ, nhưng bass thì chưa được lực lắm. Nếu dùng để nghe những bản nhạc nhẹ thì sẽ ok hơn. Và khả năng chống ồn của em này mình thấy cực kỳ tốt luôn. Sạc đầy pin thì có thể dùng liên tục được khoảng 6 tiếng. Bạn nào thích thì có thể tham khảo thử nha. Bỏ ra mấy chục củ để mua điện thoại xịn, vậy mà lại dùng mấy con sạc dự phòng phải cắm dây như thế này. Trong khi sạc dự phòng bây giờ chỉ cần đặt vào một cái là sạc ngay, không cần phải dây nhợ lằng nhằng. 500 hút cực kỳ là chắc chắn. Tuy nhiên có một điểm trừ là nó chỉ có thể sạc được cho những chiếc điện thoại có hỗ trợ sạc 500 từ tính, còn những dòng điện thoại thấp hơn thì không được. Và cần phải có một chiếc vòng 500 từ tính như thế này dán ở phía sau, hoặc là những chiếc ốp lưng có hỗ trợ sạc MagSafe. Đây là dung lượng 10.000mAh, còn đây là 5.000. Thiết kế cực kỳ nhỏ gọn nên sẽ rất tiện cho việc mang theo. Mình nghĩ đã sắm được điện thoại xịn rồi thì nên sắm thêm một em sạc 500 như thế này cho nó cùng đẳng cấp. Nói chung là nên mút nha.
lên mạng cả ngày, nhưng ví tiền lại tiết kiệm được một nửa. Thay vì mỗi tháng mình phải tốn tận 200 ngành để đăng ký mạng, thì bây giờ nó đã rẻ đi hơn một nửa. Và giải pháp của mình chính là tìm ra được em sim local này. Mình chỉ tốn có 89 cành mỗi tháng mà đổi lại được 4G tốc độ cao mỗi ngày. Hết tốc độ cao vẫn có thể dùng mạng với tốc độ thường vô tư luôn. Miễn phí 1.000 phút gọi nội mạng, 50 phút gọi ngoại mạng, không giới hạn data tốc độ cao khi truy cập một số nền tảng mạng xã hội, xem video. Đặc biệt là có thể mua sim trước, chọn số sau. Local sử dụng chung băng tần với Mobifone, nên ở đâu có sóng Mobifone thì ở đó có sóng của Local. Tốc độ thì mình thấy nó còn mạnh hơn cả dùng wifi luôn á. Lướt web hay là chơi mấy tựa game như Liên Quân, PUBG thì vô tư. Thế là mỗi tháng vừa có mạng mạnh để dùng, vừa dư được tiền mua trà sữa, mà còn đang được tặng thêm một tháng sử dụng. Mua gói A89 nè, nên là bút ngay nha.